Delia và Julius là hai đứa trẻ mồ côi được A, người điều hành một ngôi trường bí mật dành cho những đứa bé có khả năng đặc biệt nhận nuôi. Cả hai đều là bậc thầy của thuật cải trang, là võ sư và sử dụng thành thạo 20 ngôn ngữ. Với trí thông minh xuất sắc, kỹ năng tuyệt vời và một tấm lòng nhân hậu, Delia và Julius đã nhiều lần cứu thế giới khỏi những âm mưu đen tối của các nhóm tội phạm và được các bạn trẻ hết sức mến mộ. Mời các bạn và các em đón xem bộ phim hoạt hình Cặp đôi điệp viên trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MyTV.